cùng i Channel tìm hiểu khi quản lý một team đông người thì bạn cần biết điều gì. Quản lý một team đông người là một công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng và kinh nghiệm. Người quản lý cần có khả năng lãnh đạo, tổ chức, giao tiếp, giải quyết xung đột để có thể dẫn dắt team đạt được mục tiêu. Mục tiêu và nhiệm vụ của team là nền tảng để bạn xây dựng kế hoạch và chiến lược quản lý. Bạn cần xác định rõ mục tiêu và nhiệm vụ của team là gì, từ đó phân công công việc và đánh giá hiệu quả công việc của từng thành viên. Dựa trên mục tiêu và nhiệm vụ của team, bạn cần xây dựng kế hoạch và chiến lược quản lý phù hợp. Kế hoạch và chiến lược quản lý cần bao gồm các nội dung sau: mục tiêu và nhiệm vụ của từng thành viên trong team, cách thức phân công công việc, cách thức phối hợp giữa các thành viên trong team, cách thức đánh giá hiệu quả công việc. Phân công công việc hợp lý là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả công việc của team. Bạn cần căn cứ vào năng lực, sở trường, kinh nghiệm của từng thành viên để phân công công việc phù hợp mối quan hệ tốt đẹp giữa người quản lý và các thành viên trong team là yếu tố quan trọng để tạo nên một môi trường làm việc hiệu quả. Bạn cần xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng, tin tưởng và hợp tác. Giao tiếp hiệu quả là kỹ năng quan trọng mà người quản lý cần có. Bạn cần biết cách giao tiếp rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích để truyền đạt thông tin đến các thành viên trong team. Xung đột là điều khó tránh khỏi trong bất kỳ team nào. Người quản lý cần có khả năng giải quyết xung đột hiệu quả để không làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của team. Đánh giá hiệu quả công việc là công việc quan trọng để giúp người quản lý nắm bắt được tình hình thực tế của team. Từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp. Đào tạo và phát triển nhân viên là một nhiệm vụ quan trọng của người quản lý. Bạn cần tạo điều kiện cho các thành viên trong team được đào tạo và phát triển để nâng cao năng lực và kỹ năng. Tạo môi trường làm việc tích cực là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy tinh thần làm việc của các thành viên trong team. Bạn cần tạo ra một môi trường làm việc thoải mái, thân thiện giúp các thành viên cảm thấy hài lòng và gắn bó với công ty. Một số mẹo giúp bạn quản lý một team đông người hiệu quả, bạn cần luôn cập nhật thông tin về tình hình thực tế của team, bao gồm tiến độ công việc, kết quả công việc, điều này sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định phù hợp và kịp thời. Bạn cần thể hiện sự tự tin và quyết đoán trong công việc. Điều này sẽ giúp các thành viên trong team tin tưởng và tôn trọng bạn. Bạn cần luôn học hỏi và phát triển các kỹ năng quản lý của mình. Điều này sẽ giúp bạn trở thành một người quản lý giỏi hơn. Quản lý một team đông người là một công việc không hề dễ dàng. Tuy nhiên, nếu bạn có những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết, bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt team đạt được mục tiêu. Cảm ơn các bạn đã xem. i Channel là kênh update thông tin mọi thứ 24 trên 7 vui lòng click vào nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin bổ ích hơn nữa bạn nhé